Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Các bạn nhìn thấy gì được không? Redmi Note 12 Turbo. Nhưng mà các bạn nhìn cái mặt lưng nhựa này, nó bóng quá. Nó rất dễ để lại mồ hôi và dấu vân tay nha. Một cái cụm camera nó khá là mới nhá. Nó giống kiểu sản phẩm Redmi Note 11T Pro nhưng mà nó nhìn cam nó đỡ lồi hơn đúng không? Đây là về mặt trước sản phẩm này. Chụp ảnh luôn này. Con chip trang bị trên Redmi Note 12 Turbo là Snap 7 Plus Gen 2 với điểm số AnTuTu khá ấn tượng nhá. Mặc dù nó không được gần 1 triệu điểm giống như cái thời điểm mà con Note 12 Turbo có leak ấy, nhưng đây nó được khoảng 930.000 điểm, khá là cao rồi. Hiện tại với Redmi Note 12 Turbo đang chạy cái phiên bản MIUI 14.0.1 ROM nội địa nha. Viên pin 5000 này đi kèm với cái công suất sạc là 67W. Cái phiên bản mình có đây là phiên bản bộ nhớ RAM 8GB này và bộ nhớ trong là 256. Bạn nào có quan tâm đến Redmi Note 12 Turbo có thể click vào cái đường link ở phần mô tả nha. Trong video ngày hôm nay mình sẽ test một cái tựa game nặng nhất là Genshin Impact, còn tựa game nhẹ này rồi là tựa game trung bình, mình sẽ hẹn anh em một cái video khác nha. Mình đã thêm cái tựa game Genshin Impact trong cái phần game Turbo rồi. Đã vào Genshin Impact, bắt đầu đo thôi nha. Ok, về cái mức setting với Snap 7 Plus Gen 2 nha. Làm con chip nó không phải là quá yếu thì mình sẽ để mức đồ họa cao nhất để xem là nó có ngang ngửa với lại 8 Plus Gen 1 hay là không. Highlist này, 60fps. Chưa bằng kết nối Wi-Fi, độ sáng để tầm khoảng 80% nha. Hiện tại còn 71% pin. Mình đo nhiệt độ trước khi chơi, mặt trước nó rơi vào khoảng 34,1 nha. Mặt sau 38 độ, ấm nhẹ xíu ở khu vực con chip thôi. Khu vực mình đang chơi nó cũng nhẹ nhàng thôi, chưa đến mức quá nặng đâu. Ok, mình sẽ chuyển lên, đẩy lên cái chế độ là Performance nha. Performance, ngon chưa? Hy vọng là nó không quá nóng. Bởi vì là cái diện tích tản nhiệt VC nó chỉ rơi khoảng 3.200, hơn 3.200 thôi các bạn. Không còn lớn mà. Ui, cái HP nó chỉ có 4x thôi các bạn ơi. Rất lạ nha. Chơi như này là dở rồi anh em ơi. Mình đang để chế độ mặc định, chưa có tắt roi xe gì cả. Anh em Note 12 Turbo này sẽ trang bị một cái tấm nền là OLED hỗ trợ tần số quét là 120 các bạn nhé. Nói chung cũng rất là mượt. Ok. Ok, mình chơi cái mức đồ họa max setting trên Genshin Impact được khoảng hơn 10 phút nha. Bây giờ mình sẽ chuyển cái mức đồ họa thấp hơn một xíu để xem là FPS nó có được cải thiện hơn không. Cứ để mức đồ họa là trung bình các bạn nhé. Trung bình thì con này có thể gánh ngon đấy. Đây mình combo thử này. Đây combo liên tục thì FPS nó khó khăn kém hơn một xíu các bạn. Đánh nó chỗ này mình sẽ chuyển sang cái khu vực Matsumeru nha. Ôi. Với đồ họa trung bình FPS nó sẽ duy trì đều ở mức từ 58 đến 60. Chơi game thì khá là mượt. Mình có cảm giác là nó lag nha. Nó lag đều ấy. Các bạn nhìn FPS kìa. Đấy, mình bảo sai đâu. FPS nó sẽ xuống khoảng 4x các bạn nhá.
chưa đánh đấm gì mà FPS hơi chán. Ok, chỗ này thì hơi lag một xíu các bạn. Nói chung là với cái khu vực Sumeru thì con bot 12 Turbo này nó chưa được tối ưu cho lắm. Nói thẳng ra là với Snapdragon 7 Plus Gen 2 trên bot 12 Turbo ấy thì sẽ cần thời gian để xem nó tối ưu cho các tựa game như thế nào thôi. Hiện tại cái phần mềm đo FPS của mình không còn thời gian đo nữa, thì mình sẽ xử nốt mấy cái tên ở đây nhá. Cho vài chiêu này. Cái màng loa rung có phải hơi mạnh nha. Ok, chơi được khoảng 22 phút, gần 22 phút rưỡi. Hiện tại còn 61% pin. Nhiệt độ mặt trước 48,4, nhiệt độ mặt sau 49. Đây là biểu đồ FPS Genshin Impact ở mức đồ họa max setting và mix thêm cả trung bình và 60 các bạn nha. Thời điểm khoảng 10 phút đầu ấy là max setting thì FPS trung bình nó rơi vào khoảng 53,6 nha. Khi mà mình chuyển sang cái mức đồ họa thấp hơn là trung bình 60 đây, thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng đâu đó 54. Và cái khu vực này là khu vực mình chuyển sang cái map ở cái khu vực map Sumeru, FPS rất là tráng luôn. Còn lại khu vực này FPS rất ngon nha. FPS trung bình là 53,9. Ok, mình vừa có trải nghiệm xong hiệu năng với tựa game nặng nhất Genshin Impact trên Redmi Note 12 Turbo. Nhìn chung với cái nhiệt độ như thế này nha, thì nó cũng ngang với lại Redmi K60e thôi. Được cái FPS con Redmi Note 12 Turbo này này, FPS thì nó có vẻ ngon hơn so với con Redmi K60e. Còn về trải nghiệm chơi Genshin ở trên sản phẩm Redmi Note 12 Turbo thì mình thấy là chỉ có khoảng 1-2 lần mà mình cảm thấy bị khựng lag mạnh thôi. Còn lại thì nó cũng rất là mượt. Chỉ có cái khu vực map Sumeru mà lúc đầu mình vào ấy, nó có cảm giác là lag dần rất là nhẹ luôn. Thì các bạn cảm thấy sao về hiệu năng trên Redmi Note 12 Turbo với thời điểm nó mới ra mắt? Đừng quên để lại comment bên dưới nha. Rất mong các bạn ủng hộ cho mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.